Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp hội đồng xét xử sơ thẩm có thẩm phán chủ tọa phiên tòa Nguyễn Xuân các cuộc trận diễn viên 2/2019 tại phòng xử của tòa án thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phiên tòa kéo dài 2 ngày 20/21/2019 theo quyết điều 23 của luật tố tụng dân sự 215 của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Mời sau đây mời mọi người các luật sư sẽ cầm vũ khí để